Wow. Yeah. Woo. Yeah. 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 Mày không biết chơi thì đi chỗ khác đi. Cái trò này giống như trò tạc lon thôi mà. Ai nói tôi không biết chơi? Vậy mày có dám đấu với tao không? Tại sao tôi phải đấu với anh? Mày là con rùa rút đầu, chưa chơi mà sợ rồi hả? Anh nói ai là rùa rút đầu? Thằng vệ sĩ của em là mất mặt em quá, để anh làm vệ sĩ cho em nha. Anh lấy tư cách gì mà anh so sánh với anh Nhân? Nó chỉ là một tên vệ sĩ quen thôi. Nè anh, nhận lời thách đấu của anh ta đi, cho anh ta thấy anh không phải là rùa rút đầu. Tôi không quan tâm tới lời nói của anh ta. Con rùa rút đầu, mày làm sao dám đấu với tao? Anh thôi đi, tôi cấm anh không được xúc phạm tới anh Nhân. Còn anh nữa, người ta đang cười anh vậy mà anh cứ im lặng. Tôi không có việc gì phải ở đây cả. Tôi ra ngoài chờ cô. Buông ra làm gì vậy? Tôi nhìn thằng đó là đồ bỏ đi. Em còn bận tâm tới nó làm gì chứ? Vậy chứ anh là gì? Tôi với anh không có quen biết nhau, đừng có vô duyên vô cớ nắm tay người ta. Vô duyên. Nhóc. Dạ. Làm gì nhìn lâm lâm vô nhà của chị vậy? Chị tên gì? Muốn chị mua báo thì lên tiếng đi, mắc mớ gì hỏi tên chị. Em đâu có bán báo đâu, em đến đây chỉ tìm người thôi. Ê, mày làm gì ở đây vậy?
Định ăn trộm phải không? Em đâu có ăn trộm đâu. Còn nói nữa hả? Mày đi không? Không đi tao kêu công an bắt mày đó. Em đến đây để gặp. Đi liền. Nó chỉ là một đứa bé thôi, chị làm gì nổi nóng với nó dữ vậy? Dạ, cô chủ không biết đó thôi. Chứ mấy ngày nay nè, cái thằng nhỏ này nó đình nhà mình hoài hả? Tụi con nít bây giờ nó rành ma lắm á cô. Mà tôi thấy nó đâu có gì gian xảo giống như chị nói đâu. Cô đừng quá tin người như vậy, làm chết đó cô. Không nên quá tin người, nhất là người như chị ta càng không đáng tin. Khi không thằng bé đó đến đây tìm người, nhất định phải có nguyên nhân. Alo anh Bảy hả? Em nghe nè. Hả? Ông Mộc không còn ở đó nữa hả? Nhưng mà theo như em biết thì ông Mộc đâu còn chỗ nào khác để đi đâu. Anh Bảy, anh hỏi dò xung quanh coi, xem mọi người có biết không, biết đâu tìm ra manh mối nào. Dạ, vậy em chờ tin anh ha. Anh Nhân, tình yêu là gì vậy chú? Sao nó cứ làm cho người ta đau nhói, thổn thức từng ngày? Chú có thể tìm hiểu anh ấy giùm tôi được không chú? Chú biết đó, tôi là con gái mà, tôi không thể nào mở lời trước được. Nè, à, có biết đó là để ý anh từ lâu lắm rồi không? Anh vô tình quá vợ. Người như tôi có ra gì đâu, cô để ý làm gì? Người gì đâu mà vô tình thấy sợ hả? Ủa? Ủa? Ông Tư, bữa nay bà bán hết sớm dữ vậy sao? Ừ, còn ông, bán được không? Ui, dở ẹt. Đi từ sớm tới giờ chưa hết được nữa. Má, má giải quyết chuyện thằng Nhân cho tôi đó nha. Nó lấy tư cách gì mà nó đánh con trai tôi hả? Phải có chuyện gì thì thằng Nhân nó mới đánh thằng Đạt chứ. Nó có phải là đứa không biết lý lẽ đâu. Má kêu nó ra đây nói chuyện với tôi nè. Nó mà không nói được á hả, tôi thưa nó ra công an đó nghe chưa? Có gì hết mà. Cô Út nói cái gì vậy cô Út? Tao đưa mày ra công an đó. Cô Út muốn đi thư kiện phải không? Được, cô cứ thư công an đi. Nhưng con sợ người bị công an bắt không phải là con, mà là thằng quý tử con của cô đó. Con tao làm gì mà bị bắt hả? Nè 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 cô Út, cô không có biết dạy con. Tới đây bắt bẻ người khác là sao? Con của cô á, nó hiếp dâm mà. Cái gì? Trời ơi. Không không, nó làm chuyện đòi bại với con thuộc quyền kìa. Cái thằng đó nó còn phải là con người nữa không hả? Con tôi không bao giờ làm những chuyện bậy bạ như vậy. Vu khống. Không có ai rảnh mà đi đặt điều vu khống con của cô đâu. Cô không tin á,
Cô về hỏi nó thì biết. Thôi đi. Nội, con về nói cho nội biết là con bận công chuyện không về ăn cơm đâu. Nó đừng chờ con nha. Dạ con đi. Con đi. Dạy con vậy còn nè. Nói nữa. Tao nói cho mày biết nghe không? Thằng con trai của mày á, mày dám đụng tới con Nguyên là tao không có tha đâu đó nghe. Trời ơi. Con gì mà hư à? Mẹ nào con nấy, con quỷ. Ông tưởng cháu ông ngon lắm vậy hả? Trời ơi, sách dép cho con tôi còn không được nữa. Thôi đi. Mọi việc nó đã rõ ràng như vậy rồi. Bây giờ mày còn đứng đây bênh vực con trai của mày nữa hả? Tao đi kêu công an. Nội à. Tao phải bắt thằng Đạt nó đền tội, cho nó thấy hậu quả việc làm sai trái nó gây ra. Trời ơi trời, từ nào tới giờ tôi chưa bao giờ thấy bà ngoại mà đi thưa cháu ngoại của mình đi vô tù. Má ác dừa vậy chứ má. Nội à, chuyện đâu còn có đó. Dù sao anh Đạt cũng chưa làm hại gì đến con. Thôi mình bỏ qua nha nội. Đó, má nghe nó nói không? Thằng Đạt chưa làm gì nó mà. Má hả, người ta chưa đi thưa gửi mà má tài lanh tài lẹt má đi thưa gửi làm sao vậy hả? Con tôi vô phước quá à, có bà ngoại cũng như không à. Mày, tôi nói đúng mà mày cái gì? Nội. Trời ơi. Mày á nha con quỷ, tránh xa con tao ra nghe chưa? Nội, nội để con làm cho. Nội đi nghỉ đi nội. Ủa, cô là... Dạ, con chào ba. Cô kiếm ai? Dạ, cho con hỏi đây có phải nhà anh Nhân không ạ? Đúng rồi, cô kiếm thằng Nhân hả? Dạ, anh Nhân có nhà không ba? Nó đi làm rồi. Tiếc quá. Cô ngồi chơi đi. Dạ. Cô ngồi ha, tôi ra làm sao lấy nước cô uống nha. Dạ, con cảm ơn.
Đáng lý ra tôi phải giết ông để trả thù cho ba tôi, nhưng ông ra đi sớm quá, tôi phải bắt con trai ông gánh lấy hậu quả này. Nợ máu phải trả bằng máu. Cô là ai? Tôi là ai? Liên quan gì tới anh? Tự nhiên cô xông vào nhà người ta, nhìn giáo giác như ăn trộm. Chắc chắn cô không phải là người tốt. Trong cái nhà này có gì đáng giá để tôi lấy chứ? Nè, cô bỏ đi cái giọng khinh khỉnh đó nghe. Tôi cảnh cáo cô đó. Anh là gì của thiện nhân? Không là gì cả. Không là gì thì đừng xí vào chuyện của người khác. Ủa? Chào cô. Cô gái đâu rồi? Cô có chuyện gấp, đi rồi cô à. Vậy à. Cô dùng đi. Con có chút chuyện rồi, con xin phép nha. Alo. Cậu Nhân hả? Có gì không anh? Cậu đang ở đâu vậy? Em đang chạy xe ngoài đường. Cậu ghé quán cà phê gần nhà liền đi, tôi có chuyện gấp muốn nói với cậu. Dạ, em tới liền. Ừ, ok. Nè, lần này mày phải nhớ làm cho gọn nhẹ, không có để xảy ra sơ suất bất cứ chuyện gì, biết chưa? Anh Sơn yên tâm, một khi thằng Tuấn này mà ra tay rồi thì có trời mới biết chứ ai mà biết. Chuyện gì cũng phải cẩn thận, không có được tự cao quá, không có được đâu. Em biết rồi, em không để sơ hở gì đâu. Hai chân này ban ngày ban mặt hẹn hò với nhau ra đây, không biết bàn chuyện mờ ám gì đây. Cầm lấy, tao bồi dưỡng cho mày. Chỉ có anh Sơn là chơi sập nhất. Nhớ là không tiết lộ bí mật ra bên ngoài, hiểu chưa? Em biết mà. Không lẽ anh không tin thằng em của anh? Thằng này sống để bụng, chết mang theo. Được, tao tin mày. Bây giờ tao có chuyện phải đi trước. Dạ. Anh khoan anh. Chậu này cứ để cho em trả. Anh có con chuyện cứ đi trước đi. Ừ, tao đi nha. Dạ. Tính tiền em ơi. Cô làm gì ở đây vậy? Nhân, đây nè. Dạ, anh dùng gì à? Anh không uống đâu, anh đi liền. Dạ. Anh có chuyện gì gấp thì anh nói đi. Lúc nãy có một cô gái đến nhà tìm cậu, tôi thấy khả nghi lắm. Chỉ là một cô gái thôi, anh không cần phải lo gì đâu. Cậu nói đúng. Tôi có gì cà phê đi, có gì mình nói chuyện sau nha. Nè,
Tôi xin cậu 10 phút được không? Anh có chuyện gì hả? Tôi muốn nói về Thục Quyên. Thục Quyên bị sao? Thục Quyên yêu cậu. Không thể như vậy được. Tôi chỉ coi Thục Quyên như là em gái thôi. Thục Quyên yêu thầm cậu lâu lắm rồi, nhưng mà cô ấy không dám thổ lộ tình cảm của mình. Tôi không muốn làm cho trái tim của Thục Quyên bị tổn thương, nhưng chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng được. Nhân à, cho dù là cậu không yêu Thục Quyên, nhưng mà cậu cũng không nên thẳng thừng từ chối tình cảm cô ấy. Anh thật là tốt với Thục Quyên. Phải chi cô ấy hiểu được tấm lòng của anh. Cậu nói vậy là có ý gì? Có phải anh yêu Thục Quyên? Tôi cố giấu tình cảm này trong tận đáy lòng, bởi vì so về tuổi tác và cương vị, tôi không xứng với cô ấy. Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Yêu bắt nguồn từ tiếng nói của trái tim. Chỉ cần hai tâm hồn hòa quyện với nhau là được. Nè, cậu đang yêu đúng không? Tôi đang trên đường đến. Cô chờ tôi thêm 5 phút được không? Mà có chuyện gì cô gọi tôi gấp vậy? Cô cứ nói qua điện thoại đi, đâu cần phải gặp mặt. Alo, tôi đang nói chuyện với cô, sao cô cúp máy vậy? Alo, alo. Cái cô này bất lịch sự thiệt chứ. Alo, cô gọi giật ngược tôi tới quán cà phê, rồi bây giờ cô nói không gặp nữa là sao? Thật ra cô muốn cái gì? Trời ơi tao nè. Mày làm gì mà như nước sôi đổ vào người vậy mày? Bữa nay đi làm sớm đi, tao có chuyện muốn nói với mày chút coi. Tao đang bực mình, ai biết mày gọi tới lúc này làm chi? Tại vì Đông Vi lường trước được chuyện này nên nhờ tao điện thoại cho mày đó. Tao không biết là có ai muốn giở trò gì nữa đây. Tối gặp mặt nhau đi rồi nói chuyện nha. Ờ. Tôi nói cho cậu biết, ghét cua nào trời trao cua đó. Tôi không hiểu ý của anh nói. Anh hai. Mừng mày trở về nhà. Cảm ơn anh hai. Ơn nghĩa gì chứ, anh em một nhà mà. Bao nhiêu năm qua cũng nhờ anh chăm sóc thằng em này quá chu đáo. Mày chịu cực khổ quá nhiều rồi, bây giờ tới lúc hưởng thụ chứ. Em tình nguyện mà anh hai. Đi thôi, hôm nay không say không về. Dạ.
Đến khi nào cô mới học được phép lịch sự không làm phiền người khác vậy hả? Đến lúc nào anh mới thôi gắt gỏng với em? Không lẽ trong mắt của anh, em lúc nào cũng đáng ghét như vậy hả? Xin lỗi, tôi không biết chịu chuộng con gái. Em lớn rồi, em đâu cần ai phải chịu chuộng em. Và bây giờ thật ra tôi phải làm sao cho cô vừa lòng đây? Cô nói đi. Từ ngày mai em không cần sự bảo vệ của anh nữa. Hợp đồng của chúng ta đến đây là chấm dứt. Anh được tự do rồi. Được, tôi sẽ làm theo ý của cô. Em khâm phục anh thật. Tim của anh đóng băng thật rồi. Đến lúc nào anh mới thôi cắt gỏng với em? Không lẽ trong mắt của anh, em lúc nào cũng đáng ghét như vậy hả? Tại sao mình lại làm như vậy với cô ấy chứ? Mày cứ từ từ thưởng thức, còn nhiều thứ đang chờ mày đó. Dạ. Đây là chú Bình, người ở của ba đó. Chào. Ngồi xuống đây con. Anh ơi, công nhận con trai anh giống anh thiệt. Thôi được rồi, hai người cùng đi làm quen đi. Trăm phần trăm ha. Thôi được rồi, tôi không uống rượu. Không sao, cậu chỉ cần nhấp môi thôi,
còn lại tôi uống hết. À. Em kính anh. Việc gì mà nhìn mày có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Không có gì. Mày giấu tao hả? Nhìn mày là tao biết mày đang suy nghĩ gì rồi. Đừng có giấu. Cái gì? Mày chỉ toàn đoán mò thôi. Biết cái gì mà nói? Đoán mò hả? Mày đừng có coi thường tao. Nhìn mày á, tao có thể hiểu được. Nè, có phải mày đang hối hận vì mày đã làm cái nét mặt lạnh lùng đối với người đẹp phải không? Có phải tao tệ lắm không? Mày là quá tệ luôn. Tao chưa thấy ai như mày hết á. Mày á lạnh lùng với người ta, trong khi đó Đông Bi á lúc nào cũng hết mình vì mày. Mày nghĩ cái gì trong đầu á? Mày suy nghĩ lại đi. Không được, tao không thể đón những tình cảm này được. Bởi vì mày biết rồi đó, tao và Đông Bi là hai thế giới riêng biệt. Mày nghĩ cái gì vậy? Thời buổi này là thời buổi nào rồi? Sao mày lạc hậu quá vậy? Nhưng nếu yêu một người mà làm cho người ta đau khổ thì thà không yêu thì hơn. Về anh cứ gọi. Đi đi, có gì cần anh sẽ gọi. Dạ. Thằng đó suốt ngày chỉ biết ăn bám ba tao, nó chẳng được lợi ích gì. Nhìn thằng này hống hách, gian xảo, không thua gì thằng phá điên. Cách cửa mà gặp nó, bỏ chạy hết. Nó tới đây hàng ngày, cái vũ trường này á
Một tháng nữa là đóng cửa luôn. Tao nghĩ ba mày cũng đã biết chuyện này rồi, rồi ông sẽ có cách giải quyết thôi. Mày không hiểu ba tao rồi. Ba tao chịu ơn nó. Ba tao tuy lạnh lùng như vậy nhưng sống tình cảm lắm. Thằng đó là ân nhân của ba tao đó. Mày nói chuyện nghe khó tin. Thằng Bình Cẩu, nó xuất thân từ một thằng ăn trộm chó. Nó làm cái gì để trở thành người ơn của ba mày? Tao nói ra chắc mày cũng không tin đâu. Chính nó đã chịu ngồi tù thay ba tao hơn cái chục năm đó. Chuyện này đúng ra là tao không có nói với mày. Đó là bí mật giữa ba tao với Bình Cẩu. Mày yên tâm đi, tao sẽ không nói cho ai biết đâu. Ok, tôi tin mày. Chào cậu. Hai người trốn ở đây nhậu mà không có kêu tôi. Hai người chơi xấu thiệt đó. Tao không thích uống rượu với loại phàm ăn tục uống như mày. Nói chuyện như cậu dễ mít lòng quá. Tao nghĩ sao nói vậy. Nếu không nghe được thì đừng có nghe. Không ngờ ở đây toàn mùi thuốc súng. Nếu mày cảm thấy ngửi mùi thuốc súng được thì ngửi, còn không được thì biết. Họ cũng muốn gây chuyện với tôi hả? Thôi, chúng ta đều là người nhà cả mà, chấp nhất mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó làm cái gì. Bỏ qua đi ha, bắt tay cho vui vẻ cả nhà đi. Anh bạn nói đúng đó, không nên vì chuyện nhỏ mà anh em mít lòng ha. Hey,
bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cô theo tôi về. Tránh ra, tôi không có quen. Ủa này không thích hợp với cô. Buông ra, anh mặc kệ tôi. Nè, hai người làm trò hề ở đây hả? Khó coi quá. Tôi thích làm gì thì làm, không liên quan tới cô. Cô đừng có nghĩ mình là cô chủ, rồi muốn làm gì thì làm. Nếu như cô quậy phá, bảo vệ sẽ tống cổ cô ra ngoài đó. Tôi nói về đúng luật không quản lý nhân. Không phải chuyện gì, cũng đem luật lệ ra mà giải quyết. Với lại chuyện này, không liên quan đến cô. Tôi biết, anh là quản lý, nói gì ai mà chẳng nghe. Tôi làm việc phân minh rõ ràng, không thiên vị ai, xin cô đừng hiểu lầm. Hai người ra chỗ khác gây sự với nhau đi, làm ơn cho tôi yên có được không? Nhìn bộ dạng cô là biết bị thất tình rồi. Xin lỗi, tôi đã làm dơ áo của anh. Mày muốn gì nữa đây? Anh Thọ à, trong mắt của anh tôi luôn là kẻ gây rắc rối sao? Bây giờ mày muốn gì? Tôi làm dơ áo của anh tôi đã xin lỗi rồi. Chẳng lẽ anh không bỏ qua cho tôi được nữa hả? Con người của mày hết thuốc chữa rồi. Anh cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Đừng có đó mà dạy đời người khác. Chào anh, cho tôi gặp quản lý. Tôi là quản lý ở đây. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, tại đây đang tàn trữ một lượng ma túy rất lớn. Tôi đề nghị cho kiểm tra toàn bộ vũ trường này. Đây là lệnh khám xét, xin mời anh xem qua. Anh hãy đưa cho chúng tôi toàn bộ hợp đồng lao động của các nhân viên trong vũ trường này. Được, các anh cứ việc kiểm tra. Rồi, cảm ơn anh. Lần này tao cho mày ở tù cục xương luôn. Mời anh. Dạ, cảm ơn anh. Thưa cán bộ, chắc chắn là có ai hãm hại tôi. Nếu mình không làm điều ác thì đâu có ai gây thù chuốc quán cho mình. Mày nói vậy là có ý gì? Cũng may trong túi áo của anh chỉ là gói bột mì, chứ nếu mà heroin thì anh gặp rắc rối to rồi. Sao? Bột mì hả? Thất vọng lắm à. Mày cho là tao làm chuyện này hả? Cái đó là anh tự nói, nhưng mà tôi nghĩ là anh không có ngu gì mà chuốc dây vào thân đâu. Đâu có ai vừa đánh trống vừa la làng. Mày giỏi lắm. Tôi đã kiểm tra kỹ, đây chỉ là bột mì. Sau này đừng có gấp lửa mà bỏ vào tay người khác nữa, có ngày sẽ mang quả đó. Tôi không biết mấy người nói gì hết á.
Lúc nãy tại vì vũ trường có công an kiểm tra, chắc là không có làm ăn gì được nữa rồi, đúng không? Đi chơi với anh nha. Nhìn cái bản mặt của anh là mất hứng. Em không cần diễn đâu. Giá quen bao nhiêu anh sẽ trả gấp đôi. Đồ điên. Cô tưởng cô là ai mà chảnh với tôi hả? Cô cũng chỉ là hạng gái cho người ta mua vui thôi. Cảm ơn anh đã hợp tác. Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi mà. Chào anh. Chào anh. Cảm ơn anh. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Cuối cùng không có ai bị gì cả. Tôi đi về được rồi. Thằng này cũng biết chạy theo người ta nữa. Lần này mà không nhờ Đông Vi hả? Bốc lịch lâu lắm đó. Cô làm gì ở đây vậy? Có phải anh vừa làm chuyện gì xấu nên nhìn thấy tôi mới giật mình đúng không? Tôi có làm gì xấu đâu. Tôi sẽ trả cho anh gấp 5 lần số tiền mà Sơn Trâu trả cho anh. Với điều kiện là anh phải làm việc cho tôi. Làm việc gì? Thế nào? Như vậy là ý gì? Cầm lấy đi rồi làm việc cho tôi. Còn nếu không thì tôi sẽ gọi điện cho Minh liền. Thôi được rồi, tôi sẽ làm cho cô. Chạy đi. Chào cô. Chào cô. Không nói được một tiếng xin lỗi với mình, đúng là đáng ghét mà. Người như anh ta có phải ném vào trong sọt rác mình cũng không tiếc. À không, phải bầm nát anh ta ra mình mới hả giận. Tại sao mình cứ nghĩ tới anh ta hoài vậy? Mình đã nói là phải bầm nát anh ta ra là mồi cho cá. Sao mình cứ nghĩ tới anh ta hoài vậy? À không, hay là bỏ anh ta vô ổ kiến lửa, cho kiến lửa nó bò xung quanh cắn anh ta chết tươi luôn. Tôi đang ghét tới như vậy sao? Đương nhiên rồi, không những đáng ghét mà còn khó ưa nữa. Không thể nào chịu đựng nổi. À, cô nói đúng đó. Tôi thấy mình cũng đang ghét thiệt. Đang nói chuyện với tôi, anh bỏ đi đâu vậy? Tôi đi tìm ổ kiến lửa, cho nó cắn tôi chết thì cho cô vừa lòng. Anh cũng rảnh quá ha. Tôi đang rảnh mà. Nếu mà anh đang rảnh thì vô lấy xe đưa tôi đi về. Ủa, cô hết giận tôi rồi hả? Ai nói là tôi hết giận anh chứ? Anh làm cho tôi, anh làm cho tôi tức chết đi nè. Đi vô lấy xe đưa tôi đi về. Tuân lệnh. Con gì đang bò kìa. Ghê. Thank you.
hai gọi em hả? Tưởng là anh quên thằng em rồi chứ. Ngồi xuống đi. Dạ. Uống đi. Chuyện gì vậy anh hai? Nói em nghe đi. Sắp tới có một chuyến hàng, mày thay tao làm chuyến này đi. Anh hai còn tin tưởng thằng em này sao? Chứ không phải mày nói với tao là cho mày một cơ hội. Bây giờ có rồi đó, mày nắm lấy đi. Từ trước tới giờ anh hai không cho em làm chuyện này. Có phải là anh hai không tin em đúng không? Không phải là tao không tin, mà là chưa phải lúc thôi. Bây giờ thì em hiểu rồi. Anh hai cấm em làm chuyện đó, chẳng qua anh muốn tốt cho thằng em này thôi. Làm chuyện lớn phải chờ thời cơ, đúng không anh hai? Bây giờ xem ra mày đã hiểu chuyện rồi đó. Anh hai yên tâm, em sẽ làm tốt vụ này cho anh hai. Mày hãy lấy công chuộc tội đi, cho tao thấy sự chân thành của mày. Dạ anh hai. Tôi xem thường lão già này rồi. Nếu tôi biết lão ta gây rắc rối như vậy, tôi đã giải quyết lão xong rồi. Chẳng qua ông ta may mắn thôi. Lão ta đúng là một bóng ma, luôn ám ảnh lấy tôi. Con sẽ dụ dỗ thằng bé để tìm ra chỗ ở của ông Mộc. Cô làm việc gì cũng phải cẩn thận. Tôi không muốn cho Đông Vi gặp lão già đó đâu. Dạ. Không biết ông Mộc đắc tội gì với mẹ, sao mẹ lại muốn giết ông ta? Càng ngày mình càng cảm thấy mẹ khó hiểu. Nhóc.
Dạ. Làm gì nhìn lâm lâm vô nhà của chị vậy? Chị tên gì? Muốn chị mua báo thì lên tiếng đi, mắc mớ gì hỏi tên chị. Em đâu có bán báo đâu, em đến đây chỉ tìm người thôi. Thằng bé bán báo. Đúng rồi, gặp nó mình sẽ biết được ông Mộc đang ở đâu. À, em chưa ngủ sao? Anh uống đi. Trà hoa cúc sẽ làm cho tinh thần anh minh mẫn hơn đó. Thơm quá. Lâu lắm rồi anh mới có dịp uống trà của em pha. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó chúng mình đã trưởng thành hết rồi. Ai cũng bận bịu công việc của mình. Hiếm khi ngồi với nhau như thế này phải không anh? Cuộc đời giống như một vòng quay của bánh xe vậy. Cứ miệt mài quay mãi, không bao giờ ngừng lại. Anh vẫn không thay đổi, luôn đưa ra những lập luận để người khác phải nghe theo. Nhìn em buồn lắm. Có chuyện gì hả? Nói anh nghe được không? Cuộc sống này còn nhiều chông gai quá phải không anh? Đã gọi là cuộc sống thì phải có nhiều va chạm. Như vậy mới giúp con người ta trưởng thành được. Cho nên em đừng vì một chút khó khăn mà nản lòng nha. Em đã trải qua nhiều tháng ngày cơ cực. Có khó khăn nào mà em không trải qua chứ? Em là một cô gái tốt. Là một cô gái tốt thì được gì? Anh không thấy em luôn đứng bên lề hạnh phúc của người khác sao? Mình không muốn thục quy mọi những tình cảm với mình và cô ấy. Nếu như mình nói ra điều này, có lẽ cô ấy sẽ đau lòng lắm. Em không thể làm em gái anh được. Trái tim em không cho phép điều đó. Cho dù anh không yêu em, nhưng anh không thể ngăn cản được tình yêu của em dành cho anh. Hãy để cho em yêu anh một cách đơn phương, thầm lặng bên cạnh anh. Alo, cô gọi tôi giờ này có chuyện gì không? Anh Nhân à, em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh.
Nhưng mà chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Có chuyện gì để ngày mai nói đi. Bây giờ khuya lắm rồi, cô đi ngủ sớm đi. Không phải. Chưa gì đã cúp máy rồi. Cũng không hỏi người ta có chuyện gì nữa. Đàn ông con trai gì có ư? Giờ này mà chưa đi ngủ nữa. Chắc muốn dở trò gì đây. Cô này thiệt là phiền phức. Cô chủ gọi cho anh hả? Cô này phiền lắm. Cô ta lúc nào cũng muốn chọc phá anh. Em nghĩ cô ấy không gọi giờ này để chọc phá anh đâu. Em nghĩ có lẽ cô ấy đang gặp rắc rối gì đó. Kệ cô ta đi. Trà thơm thiệt đó. Đạt ơi, con ơi, trời ơi, mẹ nghe người ta nói nhiều mà mẹ không có tin. Bây giờ mẹ chứng kiến rồi, làm sao mẹ sống nổi hả con? Đạt ơi, Đạt. Mẹ, con làm gì mặc kệ con. Mẹ đừng có quan tâm. Mẹ chỉ cần biết là mỗi tháng con cho tiền mẹ xài con là được ơi. Mẹ không cần tiền. Mẹ không cần tiền. Mấy cái thứ này độc hại lắm. Nghe lời mẹ, bỏ đi con. Bỏ nó đi con. Bỏ nó đi con. Đạt, Đạt ơi, Đạt. Con ơi, con ơi. Mẹ, con mệt. Mẹ để cho con yên. Đứng lại mày, đứng lại chưa, đứng lại chưa, đứng lại, đứng lại, đứng lại chưa, hả, à? Hả, à? Đứng lại.
Lại chưa? Mặt với tụi nó, tụi mày đáng chết lắm. Em biết tội của em, nhưng mà anh Sơn ơi, anh tha cho em. Em không ngờ là anh Minh anh theo dõi em trong lúc em bỏ gói hàng vô tủ của thằng thiện nhân, rồi ảnh đánh em ngất xỉu. Đến lúc em tỉnh lại em đâu có biết gì đâu. Mày nói hay lắm mà, sao để cho thằng Minh biết? Anh cũng biết anh Minh ảnh là đại ca của em mà, mũi ảnh còn thính hơn mũi chó nữa. Mày đồ ăn hại. Em nghĩ trong cái rủi cũng có cái may mà anh. Nếu như lỡ mà công an phát hiện trong vũ trường mình có ma túy thì vũ trường mình sẽ gặp chuyện đó. Thằng Nhân sẽ chịu trách nhiệm chuyện đó, không phải chuyện của mày. Em biết là thằng Nhân sẽ bị ở tù, nhưng anh nghĩ đi, nếu mà xảy ra chuyện đó thì vũ trường mình cũng bị đóng cửa, rồi thiệt hại thuộc về ai? Thuộc về bà chủ của anh chứ ai. Buông nó ra. Anh nghe em nói đi. Mày nói nghe cũng có lý. Đúng là tao giận quá mất hồn. Đứng lên. Anh Sơn. Mà hàng đâu? Đưa đây. Dạ. Hàng. Anh Minh anh lấy hết rồi anh. Đồ ngu. Nó lợi dụng cái thời cơ này để nó lấy hàng của tao. Hai cái thằng nhóc đó, tao sẽ cho nó xuống chậu diêm vương. Mày chống mắt mà coi. Đi. Dạ. Liệu không mày? Chết hai con nghẹn. Rất sao gì mình chết với tay Sơn đâu. Cũng may mình giấu kỹ ở trong người, còn được gói hàng này. Ở đây số nhà không theo thứ tự, khó tìm quá. Không biết là thằng bé cho địa chỉ này có đúng hay không nữa. Tìm cả buổi trời mà cũng tìm không ra. Bây giờ chỉ có cậu Mai thôi. Anh với em đi vô trong đó, tới từng nhà hỏi thăm, biết đâu sẽ gặp được. Nhưng mà tại sao ông Mộc không trực tiếp đến gặp em, mà phải thông qua thằng bé làm gì cho phiền phức vậy? Có những chuyện không lý giải được, còn phải có thời gian để tìm hiểu. Quan trọng là phải biết nhận xét vấn đề đó như thế nào. Anh nói sai giờ quá, không hiểu gì hết. Bình thường cô thông minh lắm mà, hôm nay chỉ một câu đơn giản mà cô cũng không hiểu. Thì bây giờ anh giải thích cho em hiểu đi. Bắt đầu từ cái chết của ba em, rồi đến lão Mộc bị bất tích. Khi em trở về nước, mẹ em cho người bảo vệ em 24/24.
Cuối cùng em cũng bị bắt cóc bởi tên quản lý thân tín nhất của mẹ em. Công an có nhúng tay vào, nhưng mẹ em cũng giấu nhẹm mọi chuyện, không điều tra ra được gì. Anh nói tiếp đi. Những gì anh vừa nói đã giúp cho em thông suốt được nhiều chuyện. Bao nhiêu lâu nay em cứ lẩn quẩn trong cái vòng tròn đã được dịch sẵn, cho nên em không nhận ra điều gì hết. Em nên nhớ, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày sẽ lòi ra. Gần đây em thấy mẹ em có biểu hiện lạ lắm. Hình như mẹ rất căm thù một ai đó đã gây ra đau thương cho mẹ em trong quá khứ. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Em hãy cố gắng vượt qua thử thách này, rồi mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết. Có anh ở bên cạnh, em cũng thấy yên tâm phần nào rồi. Anh có làm gì được cho em đâu. Những lời động viên của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em rồi. Thôi, mình đi vô tìm tiếp đi. Cái nhà này giống như lời miêu tả của thằng bé với em nè. Mình vô hỏi thử coi. Ông Mộc ơi! Ủa, mấy em tìm ai vậy? Dạ, chị cho em hỏi đây có phải là nhà của ông Mộc không? Vậy hai em là... Dạ, tụi em là cháu của ông Mộc, muốn đến thăm ông ấy. Ông dọn đi rồi. Vậy chị có biết ông đi đâu không? Tôi cũng không biết nữa. Chị trước khi ông ấy dọn đi, có ai đến tìm ông ấy không? Có một cô gái đến tìm. Tôi không biết hả là cổ là gì của ông ta nữa. Nhưng mà nhìn ông có vẻ sợ sệt lắm. Có phải là cô gái này không? Đúng cổ rồi đó. Trời ơi, tao đói bụng gần chết. Mày hẹn giờ với cái kiểu gì mà giờ này không thấy tâm hơi gì hết trơn vậy? Tại má nung nóng đó chứ. Giờ này chưa tới giờ hẹn người ta mà. Ủa vậy hả? Chắc mau quên. Tanh má vậy á, làm việc gì cũng ào ào à, chứ lời mày chậm chạp mới ghét dữ lắm. Người ta làm việc trong công ty giờ giấc chính xác lắm, hẹn giờ nào đúng giờ đó, không sớm cũng không muộn. Mày yên tâm đi. Mày nói tao hiểu rồi, phải vậy chứ con, làm việc là phải uy tín như vậy mới được. Chào bà. Chào bà. Giới thiệu với má, người này sẽ giúp tiền của má nhân lên gấp bội lần. Vậy hả? Ngồi ngồi cậu. Qua đây, dạ, qua đây. Cảm ơn bà. Bây giờ mình ăn trước, cái rồi bàn công việc sau hả cậu ha? Dạ. Ăn đi, ăn đi. Tự nhiên đi con. Dạ. Ăn đi, ăn đi con. Ăn đi. Cứ tự nhiên đi cậu. Mời bà. Cảm ơn con. Con ăn đi. Má, má đây nghe, con ra ngoài nghe điện thoại. Cứ tự nhiên ha. Dạ, cảm ơn bà. Tình hình sao rồi? Tốt lắm, chị Hồng đã thu xếp hết mọi chuyện rồi. Ok. Cá cắn câu rồi phải không?
Lần này phải cho bà ta lên bờ xuống ruộng, cho bà ta biết thế nào là lễ độ. Con tốc độ mà biết được chuyện này, nó ói mật mà chết. Kỳ này em tung chiêu hơi độc. Điểm yếu của Cường tốc độ chính là tình thâm gia đình. Chỉ cần chúng ta ra tay với người nhà của hắn, hắn sẽ bỏ tất cả để bảo vệ họ. Kế hoạch đã được định sẵn rồi, cứ vậy mà làm thôi. Sớm muộn gì thì Cường tốc độ cũng bại hoại dưới tay của em cho mà coi. Tôi chờ điều này suốt hơn 20 năm qua. À, Phá Điên gửi lời hỏi thăm em. Hình như là hắn vẫn còn si mê em thì phải. Cường tốc độ đã đào sẵn cho Phá Điên một huyệt mộ, chỉ chờ ngày lành tháng tốt là đưa hắn đi thôi. Mỗi lần em nhớ tới ba của em lại muốn ra công viên chơi. Bởi vì ở đây có rất nhiều kỷ niệm giữa em và ba. Con gái lúc nào cũng gần gũi ba nhiều hơn mẹ. Mẹ em cũng rất thương yêu em, nhưng em không cảm nhận được sự gần gũi như là ba của em. Ok, giờ mình ngồi đây ha. Rồi, để ba lấy đồ ăn ra, cha con mình cùng ăn ha. Đó, ngon chưa? Nè, ăn đi con. Ăn từ từ thôi nha. Nè, con uống miếng nước nè. Cả nhiều quá đây. Nè. Đó. Cao quá trời luôn. Đó. Con gái, nghe ba dặn mẹ, qua bển không có ba bên cạnh con. Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ nha con. Con biết rồi. Ba cũng vậy nha. Ừ. Thôi con đi đi. Vậy con đi nha ba. Ừ. Thank you.
anh ạ. Em không thể nào tin được một người khỏe mạnh như ba em không thể nào mà đột nhiên đột tử như vậy được. Bây giờ mình tìm ra Lão Mộc sẽ biết được mọi chuyện. Nhưng làm sao tìm được ông Mộc bây giờ? Có một người sẽ biết Lão Mộc đang ở đâu. Anh đang nói đến Lan hả? Chính xác. Bởi vì cô ta là người cuối cùng đã gặp được Lão Mộc trước khi ông đi. Nhưng mà em biết con người của Lan rất là khó để mà moi thông tin từ cổ. Lan là người giúp việc thân tín của mẹ em. Chuyện Lão Mộc đột ngột bỏ ra đi chắc chắn có bàn tay của mẹ em nhúng vào. Của mày đó. Mày chơi cũng sạp quá ha. Con cá lần này rất lớn, chỉ cần câu thật gọn, tao với mày sẽ hợp tác dài dài. Tao có hàng chất lượng cao, mày muốn thử không? Mày điên hả? Gặp công an là chết cả đám. Mày nghĩ tao điên mà tao đem theo trong người tao hả? Nè, nếu như mày muốn, tối nay tao đem qua nhà giao tận nơi cho mày liền. Vậy thì được. Mày có cần tao điều thêm mấy em cho mày không? Cũng được, nhưng mà nhìn phải ok đó. Tao cũng đang buồn. Đương nhiên, mấy em mà tao điều qua ngon lành lắm. Chỉ cần mày chi đẹp, mấy em sẽ chiều mày tới bến luôn. Vậy thì cứ đưa tụi nó tới đây tao coi. Nếu trắng trẻo sạch sẽ thì ok. Cái chuyện đó mày có phải dặn tao? Hàng của tao là rau sạch, bảo đảm. Không ngờ cuộc sống của ảnh lại cơ cực như vậy. Chào cô. Con chào ba. Cô tìm ai? Dạ, con là bạn của anh Nhân. Cô là bạn thằng Nhân hả? Dạ. Cô ngồi đi nha. Cô uống nước đi. Dạ, cảm ơn ba. Xin lỗi cô nha, nhà cửa tôi chật hẹp quá, không có đón tiếp cô chu đáo được. Dạ đâu có sao đâu, bà cứ coi con là con cháu trong nhà là được rồi. Với lại tôi thấy cô sang trọng quá, không có phù hợp với cái nơi nghèo nàn như vậy. Bà nhìn bề ngoài của con, bà nghĩ con như vậy thiệt quan cho con quá. Đối với con, giàu nghèo không có quan trọng đâu, chỉ quan trọng tình cảm của con người thôi. Anh Nhân nói là bà nấu bún mắm ngon lắm đúng không?
Nếu cô muốn ăn á, thì để sáng mai đi. Cô ra ngoài đầu đường á, tôi bán ở ngoài đó. Rồi tôi nấu thử cho cô ăn nha. Dạ cảm ơn bà. Uống nước đi. Dạ. Chào mấy anh. Mày có biết anh mày là ai không? Tại sao lại dám cho khách gọi bằng này? Hả? Dạ, dạ em không biết. Hả? Nghe tao nói không? Dạ. Chấm rã. Mày nghĩ mày là ai? Mà đến đây gây sự? Hả? Buông tao ra. Cho. Mày vô duyên vô cớ đánh người ta mà không chịu xin lỗi hả? Anh Nhân, em không sao đâu anh. Mày có tin tao bẻ gãy tay mày không? Xin lỗi ngay. Xin lỗi. Lần sau vô đây nhớ mặt tao như vậy. Dạ. Tống cổ nó ra ngoài. Còn có sao không? Dạ, em không sao. Cảm ơn anh. Có gì đâu, tôi cũng làm công như anh mà. Anh em mình phải tương trợ nhau. Thôi được rồi, đi làm đi. Dạ, dạ. Khá tốt. Mày đúng là hảo bằng hữu của tao á. Tao không ưa mấy thằng giải ranh đó. Đi cái chút đỉnh tiền và đặt lên mặt. Nhưng mà mày ra tay với nó hơi mạnh đó. Như vậy là còn nhẹ đó. Lần sau tao bẻ gãy tay của nó. Trời, tụi nó là tiểu nhân. Mày gây sự với tụi nó, mai mốt tụi nó tìm mày trả thù bây giờ. Không lẽ để cho tụi nó lộng hành như vậy hoài sao? Nếu như mày sợ thì đừng có đứng gần tao. Lỡ tụi nó có đánh lén thì cũng không có trúng mày. Tao là Minh Lì, tao không sợ thằng nào hết. Tao lo là tao lo cho mày đó. Hay quá, lo cho tao. Đi làm đi. Vô. Vô. Em nè. Dạ. Em đi vô kêu rượu thêm cho anh. Dạ. Đi. Ê. Nè, mày cẩn thận đó. Đừng để ai phát hiện là chết cả lũ. Mày cũng nhát gan quá hả? Cảnh giác chút mày. Tao không muốn bị hốt rồi vào nhà đá ngồi bốc lên đâu. Ừ, ngồi đi. Còn mấy con chân dài của mày đâu? Bọn nó đâu dám xuất đầu lộ diện ở đây. Mày cứ thuê khách sạn rồi đưa số phòng cho tao. Tao sẽ gọi tụi nó đến đó. Tao phiền phức quá vậy. Được rồi, lát nữa tao cho mày số phòng của tao. Ok.
Chỗ này vắng vẻ, không ai để ý, thuận lợi cho việc mua bán đó. Alo, tôi với Đầu Lâu đang theo sát Phá Điên, nhưng vẫn chưa thấy hàng đến. Tôi biết phải làm gì rồi. Mặt quỷ như gọi điện thoại đến để căn dặn. Đợt này tao với mày phải hỗ trợ Phá Điên hết mình. Kỳ này số lượng hàng nhiều gấp đôi. Ông ấy chơi trò gọi điện, nhắn tin, có bao giờ xuất hiện với anh em tụi mình đâu. Từ trước đến giờ ông ấy vẫn như vậy mà. Con người của ông ta bí hiểm lắm. Chúng ta không biết ông nghĩ gì. Thậm chí cả bộ mặt thật của ông ta chúng ta cũng không biết ra sao nữa. Cho dù hắn có giỏi tới đâu, rồi cũng sẽ đến một ngày chân tướng của hắn cũng phải lộ diện thôi. Ê, mày đang nghĩ gì vậy? Có gì đâu, dạo này mày quan sao rồi? Lâu rồi hai anh em mình không gặp cô ấy. Mẹ quan hiện giờ đang vui chơi với đại gia, không có nhớ tới anh em tụi mình đâu. Mặt quỷ muốn lấy cô ấy làm gián điệp ở Đêm Hồng để tiếp tay cho Thiên Đường. Chẳng phải mày đang làm việc cho ba tao hả? Tao cũng không ngờ là mặt quỷ lại đứng sau lưng của ba tao để điều hành tất cả mọi việc. Chắc là giữa mặt quỷ và ba tao có một mối thâm tình nào đó. Anh làm gì vậy? Anh điên hả? Anh làm gì đến tôi? Anh
Anh điên hả? Anh làm gì vậy? Tại sao mày chơi những cái thứ này? Mày có biết cuộc đời mày rồi sẽ ra sao không? Anh cứ mặc kệ tôi. Nếu như mày không phải là em họ của tao, tao đã mặc kệ mày từ lâu rồi. Tôi không cần anh quan tâm. Mày làm cho bao nhiêu người khác phải lo cho mày, như vậy có công bằng hay không hả? Buông tôi ra. Mày, cái gì vậy? Không có gì. Cái thằng điên này, mày lấy quyền gì mày đánh tao? Tao sẽ thưa công an bắt mày. Mày cứ thưa công an đi, tao sợ công an không bắt tao mà là bắt mày đó. Mày, cuộc đời của mày coi như tiêu rồi. Mày ạ, kiếp tụi này hẹn giờ giây phút hay sao mà giờ này không thấy tâm hơi thằng nào hết vậy? Có khi nào Cương Tốc Độ chơi mình không? Mình nghi ngờ lắm. Lẽ nào Cương Tốc Độ lại dễ dàng giao cho mình giao dịch với số lượng ma túy lớn đến như vậy? Giáp giao tiền cho mình thì chắc hẳn nó còn tin tưởng hơn, không sợ mình bỏ trốn.
chủ tịch tập đoàn khách sạn Thiên Đường, một doanh nhân có tấm lòng già. Không biết là ai mà thù oán với người đàn ông này như vậy. Dạ tôi chào cô chủ. Chị mới đi đâu về mà nhìn da chị đen vậy? Dạ tôi đi thăm người bà con à. Không bao giờ nghe thấy chị nhắc đến người bà con nào, mà cũng ít khi thấy chị vắng nhà. Người bà con đó của chị sống xa nơi này lắm hả? Dạ không, cũng gần đây thôi cô. Chị đi lâu như vậy, chắc người bà con đó quan trọng với chị lắm hả? Chuyện riêng của tôi, cô chủ cũng muốn biết sao? Mẹ tôi nói chị là người nhút nhát hiền lành, nhưng mà hình như mẹ tôi nhìn lầm người rồi. Xin phép cô chủ tôi lên lầu ạ. Chị Lan. Dạ. Trong tủ lạnh hết dưa hấu rồi, chị ra ngoài chợ mua giùm tôi được không? Dạ được cô chủ. Cô chủ đợi chút xíu nha. Cái này đẹp nè Thục Quyên, em mặc thử đi. Anh chờ em một chút nha. Gửi cô chủ, khi cô nhận lá thư này, liên lạc với tôi gấp. Có nhiều chuyện tôi muốn trực tiếp nói với cô chủ.
Nói trong thư không tiện lắm. Địa chỉ nhà của tôi, số 216/3, Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức. Nhận được thư này, cô hãy đến liền nha. Ông Mộc. Alo, tôi nghe. Anh đang ở đâu mà ồn ào quá vậy? Tôi đang ở một nơi rất là xa. Tôi có việc cần bàn bạc với anh. Bây giờ anh ở đó đi, tôi tới liền nha. Cô biết tôi đang ở đâu đâu mà đến. Vậy mới tài chứ. Ở đó đừng có đi đâu hết nha. Alo. Alo. Anh tặng em. Anh tặng qua cho tôi để làm gì? Không có ý nghĩa gì đâu. Chẳng lẽ bấy lâu nay em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em hả? Nhưng mà tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi không có tình cảm với anh. Cà phê của anh nè. Cảm ơn chị. Dạ. Gì vậy? Vụ gì lắm la lắm lét vậy? Ai hình như con lụa. Con thấy nó chạy vô trong đó. Không biết nó kiếm ai ta. Chắc là cô nhìn lầm ai rồi đó. Chứ con út lụa nó không có về đây nữa đâu. Lúc này nó giàu sang lắm rồi. Còn nhớ tới ai nữa đâu. Lầm gì được mà lầm. Con chắc chắn là nó chứ không có ai hết á. Để con chạy vô trong đó coi nó kiếm ai. Nó muốn cái gì? Chút con kể gì nghe. Ha? Thôi. Sao cô á? Cái tật nhiều chuyện không bỏ à. Nó có về đây á, nó muốn gặp ai thì nó gặp chứ. Mắc cười không?
Ở xóm này con biệt danh là cô ba thời sự, cho nên chuyện gì xảy ra trong cái xóm này á là con phải biết trước. Ờ, phải rồi. Chuyện gì á cô cũng biết hết trơn á. Người ta đồn một mà cô nói đến 10 lần. Ừ. Riết là tôi sợ cái miệng của cô luôn à. Ừ. Vì làm như con nhiều chuyện lắm không bằng vậy đó. Chẳng qua là con biết chuyện nhiều thôi. Với lại ta hay hỏi con, con không trả lời người ta nói cô ích kỷ. Ừ. Đúng không? Đứa nào vậy? Con là Út Lụa. Mà mày làm cái gì mà mày đeo tùm lum các thứ vậy? Vậy ngồi xuống đi. Dạ. Mà rồi bây kiếm tao có chuyện gì không? Dạ, có Thục Quyên ở nhà không ông Tư? Muốn kiếm con Quyên hay không? Tới bệnh viện mà kiếm. Bởi vì nó đi làm tới tối mệt mới về. Mà có khi á là nó phải trực lại tới sáng ngày hôm sau. Mà bây kiếm nó có chuyện gì không? Dạ con kiếm Thục Quyên có chút chuyện. Nhưng mà bây giờ không có cổ thì thôi. Con gặp ông Tư cũng được. Dạ thưa ông Tư. Con thấy ông Tư cũng khó khăn nên con muốn giúp đỡ ông Tư. Tiền gì đây? Dạ. Có chuyện gì á thì bây cứ nói thẳng ra, đừng dài dòng mất thời gian lắm. Dạ thưa ông Tư, thằng đàn con của con nó nghe lời người ta, nó không chết rồi ông Tư. Mà con Quyền hoài nó không nghe con. Con nghĩ chỉ có Thục Quyền nói là nó nghe thôi ông Tư. Ông Tư giúp con đi ông Tư. Bây tưởng có tiền là ngon lắm hả? Dạ không phải đâu ông Tư. Nè, tao thấy bây làm như vậy là coi không có được đâu đó nghe. Dạ. Ông Tư ơi, con biết, con biết cái cách này là con sai rồi. Nhưng mà con không còn cách nào khác hết ông Tư ơi. Ông Tư ơi, chỉ có Thục Quyên mới khuyên được đạt con thôi ông Tư. Ông, tụi bay tưởng trao gái tao là món hàng, tụi bay có tiền là đi mua được nó hả? Dạ không có đâu. Mua nè, sao nè, không nè, nổi nè. Tiền nhiêu đây sao mua? Thằng đạt con bay á, nó hư thân mất nết là do bay cưng chiều nó quá đà. Ông Tư ơi, con lại ông Tư mà ông Tư. Ông Tư nói một tiếng là Thục Quyên nghe lời ông. Con biết Thục Quyên nghe lời ông lắm mà. Bay ông bỏ Tư ngay cái ý định đó đi. Em, con trai của bay không có là cái gì hết á. Đừng có mơ tưởng mà lấy được cháu gái của tao. Đừng nỉ ông mà ông Tư. Giúp con đi ông Tư. Kêu cô đừng có nhiều chuyện nữa mà. Sao đứng đây rình bò nhà người ta? Hết hồn à. Biết tôi yếu tim, tôi hay liều mà làm tôi mà bị gì là bắt đền mạng đó nha. Ai biết cô yếu tim, ai biết cô liều. Tôi hỏi cô nè, làm cái gì để bò nhà người ta? Đang tới lúc gây cấn tự nhiên vô phá đám hả? Ông Tư. Im đi. Ông Tư đừng nói ai biết đó, là thêm. Con của con nghiện nha ông Tư. Tội nghiệp con lắm nha ông Tư. Ông Tư, cái này ông Tư không nhận. Thôi con xin phép con lấy về. Nè. Sao mỗi lần khó khăn là tới cầu cứu ông Tư là sao? Ở đây đâu có làm từ thiện. Tôi đang không được vui, không muốn cãi lộn với chị. Tránh ra cho tôi đi. Khoan đã. Tôi cãi lộn với cô nào? Trời, đem tiền lại tính mua chuộc ông Tư á hả? Cô đừng có hòng.
Ông Tư không bao giờ dâng đứa cháu ngoại của ổng cho thằng con nghiện ngập ma túy của cô đâu. Cô nín đi. Cô đừng có châm dầu vô lửa. Muốn đốt nhà ta hả? Thằng Đạt xảy ra chuyện gì hả? Dạ không có chuyện gì đâu má. Má đừng có nghe lời người ta nói xấu cháu má. Không lẽ tôi châm dầu vô lửa thiệt hả trời? Cô nín đi, đừng có nói nữa. Trời ơi, nhưng mà thằng Đạt nó bị nghiện ma túy thiệt chứ tôi đâu có nói thêm nó bớt gì đâu. Thôi thôi thôi, mày làm ơn bớt cái miệng giùm tao được không? Ừ.